khán giả đã đến với chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 và chúng ta đang được theo dõi cuộc thi tuần đầu tiên của tháng 2, quý 2. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được chào đón 4 thí sinh xuất sắc đến từ 4 ngôi trường đến từ các tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Bình, Bình Định và Lâm Đồng. Và mỗi người thì đều có một sở trường riêng. Tuy nhiên thì khát khao chung của họ chắc chắn là chiếc vòng nguyệt quế này rồi. Bây giờ hãy cùng đến với vị trí xuất phát của 4 thí sinh. Ở vị trí số 1 là bạn Nguyễn Thu Trang đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, Thái Bình. Ở vị trí số 2 là bạn Đặng Hoài Bảo đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định. Ở vị trí số 3 là bạn Nguyễn Hà Duyên đến từ trường Trung học phổ thông Thường Tín, Hà Nội. Và ở vị trí số 4 là bạn Nguyễn Tấn Dũng đến từ trường Trung học phổ thông Đức Trọng, Lâm Đồng. Chúng ta hãy tìm hiểu những nét thú vị về các bạn thí sinh. Đầu tiên là Thu Trang, bạn có một bí quyết học tập tiếng Anh rất là hay, bạn có thể chia sẻ với mọi người được không ạ? Cô chủ nhiệm cô đã chia sẻ với bọn em trong lớp là nếu mà biết cái gì thì cô hỏi thì cứ nói leo theo, như thế là sẽ nhớ lâu hơn ạ. Kể cả mình không chắc chắn kết quả thì mình cũng nói đúng không ạ? Đúng rồi ạ, sai thì các bạn cười nhưng mà mình sẽ nhớ lâu hơn. Em xin tặng hai chị MC cũng như ba bạn cùng chơi với lại các vị khán giả một bài thơ do em sáng tác. Con đường lên đỉnh Olim luôn là hoài bão trong tim bao người. Đối thủ 19-10, cạnh tranh nhưng vẫn nụ cười tươi vui. MC diễn rất lá xuôi, chẳng hề bị vấp, đầu xuôi gọn gàng. Khán giả thì phía trên sẵn sàng vỗ tay cổ vũ tinh thần thí sinh. Mọi miền đất nước thân tình, nhân tài quy tụ lên đỉnh Olim ạ. Và có một bạn thí sinh cũng rất là thích làm thơ đúng không ạ? Và có thể giới thiệu bản thân mình bằng cách đọc thơ, đó là Hà Duyên. Dạ vâng, nhưng mà hôm nay thì em không đem thơ để tặng mọi người, và em sẽ đem một phần tiết mục. Đó là một bài của Blackpink là Shut Down. Hay quá, xin mời Hà Duyên. Bạn Đặng Hoài Bảo đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định giành được huy chương vàng cuộc thi hóa học qua mạng 2022. Thủ khoa đầu vào lớp 10 chuyên hóa của trường. Bí quyết học hóa của bạn là gì ạ? Thường thì em sẽ học qua thực nghiệm và làm thí nghiệm để học tập là chính, sau đó là hỏi thêm thầy cô rồi đọc sách ạ. Vậy còn Tấn Dũng thì sao ạ? Vâng, Tấn Dũng thì có sở trường là toán học và bí quyết học toán của bạn chia sẻ trong này là giải một toán bằng 3-4 cách khác nhau. Các bạn khác hay nhờ em giải hộ thì em có thể chỉ cho các bạn 3-4 cách để các bạn có thể làm áp dụng với nhiều các bài toán khác nhau. Khi đó thì mình sẽ dễ hơn khi gặp các bài toán khó. Bốn gương mặt rất mới, rất đáng yêu và rất tài năng. Mỗi bạn đều có những cách học rất riêng. Bây giờ sẽ là phần thi khởi động. Hãy tận dụng thật tốt hiện cơ hội này. Có. Không ạ. 25. Một điểm ạ. Vội vàng. Đây mùa thu tới ạ. Vung góc. Song song ạ. Bây giờ là phần thi khởi động. Các bạn thí sinh của chúng ta sẽ trải qua 3 lượt thi khởi động với những câu hỏi lần lượt là 8, 12 và 16. Và các bạn hãy tận dụng thật tốt những cơ hội này. Bây giờ là lượt thi khởi động đầu tiên. Trung bình nhân của hai số không âm hơn hoặc bằng trung bình cộng của Tấn chúng. Tấn Dũng. Lớn hơn bằng? Nhỏ ạ. Photon có tồn tại trong trạng thái đứng yên không? Hà Duyên. Có. Không ạ. Bán đảo Phương Mai nằm ở thành phố thuộc tỉnh Bình Định. Hà Duyên. Quy Nhơn. Chính xác. The Red River flows through which capital city? Hà Duyên. Hà Nội. 10 điểm. Từ chỉ số lượng nào còn thiếu trong câu thơ sau? Con đi núi ngàn khe chia bằng muôn núi. Mấy? Trăm ạ. Khi đun nóng iốt rắn biến thành hơi không qua trạng thái lỏng, hiện tượng gì đã xảy ra? Hà Duyên. Bỏ qua. Đáp án là thăng hoa. Hùng Thiêng Yên Thế là biệt danh của nhân vật lịch sử nào? Hoài Bảo. Hoàng Hóa Thám. Chính xác. Ở người nước bọt được tiết ra nhiều hơn vào ban ngày hay ban đêm? Tấn Dũng. Ban đêm. Ban ngày mới đúng ạ. Và như vậy là các thí sinh của chúng ta đã trải qua 8 câu hỏi đầu tiên. Và hiện giờ chỉ có 2 bạn đang có điểm, đó chính là Hoài Bảo và Hà Duyên. Và Thu Trang, Tấn Dũng cũng cố gắng lên nhé. Chúng ta sẽ còn 2 lượt thi khởi động nữa. Bây giờ là lượt thi khởi động thứ 2.
hương là vậy, là dòng sông của thời gian ngân vang, của sử thi viết giữa màu cỏ lá xanh biếc, là câu trích trong tác phẩm nào? Đáp án là ai đã đặt tên cho dòng sông? Quốc gia nào sau đây không thuộc khu vực Mỹ Latin? Chile, Peru, Colombia, Hà Duyên. Colombia. Hoa Kỳ mới đúng ạ. Một vật sáng phẳng đặt trước một thấu kính vuông góc với trục chính, ảnh của vật tạo bởi Tấn Dũng. Kính. Hội tụ. Thấu kính hội tụ. Làng nghề chạm bạc Đồng Sâm thuộc tỉnh nào? Đáp án là Thái Bình. Thu Trang. Điện Biên. Chính xác. Ngẫu hứng sông Hồng viết trên tròn trên cát sắc màu là một số sáng tác của nhạc sĩ nào? Hoài Bảo. Tràng Tiến. Chính xác. Phím nào dài nhất trên bàn phím máy tính thông dụng? Hoài Bảo. Space Bar. Thanh niên người Việt nào đã để lại di ngôn ai về nước Nam cho tôi về với? Hà Duyên. Tuyệt Tĩnh. Chính xác. Trong một đường tròn, đường kính đi qua điểm chính giữa của một cung thì đi qua của dây căng cung ấy? Tấn Dũng. Bỏ qua. Trung điểm ạ. Tật bàn chân có nhiều ngón ở người là do đột biến gen trội hay đột biến gen lặn? Hoài Bảo. Gen trội. Chính xác. Chất nào sau đây không có phản ứng trắng bạc? Glycine, glucose. Hà Duyên. Aldehyde, acetic. Glycine ạ. Ở môn bóng chuyền, đội thắng trong một... Hoài Bảo. 25. Một điểm ạ. Như vậy là 12 câu hỏi tiếp theo. Và số điểm các bạn đang có lần lượt là 10, 35, 10 và 5. Hoài Bảo vẫn đang làm khá tốt ở phần thi khởi động này. Còn Tấn Dũng thì sao? Dạ, em hơi tiếc ở câu trung điểm, tại vì chuyên toán mà trả lời em hơi run nên trả lời sai câu đó ạ. Không sao hết, bây giờ mình đang làm nóng cơ thể thôi. Mình chỉ cần cố gắng hết sức là được. Bây giờ là 16 câu hỏi tiếp theo. Hiệu hai bình phương của hai số bằng tổng hai số đó? Hoài Bảo. Bình phương. Nhân ạ. Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế lớn nhất thế giới có tên là gì? Hoài Bảo. FBI. Interpol. Quan sát một chiếc xe máy chạy trên đường thẳng, ta nhận thấy quỹ đạo của mọi điểm của khung xe gần như là những đường thẳng với mặt đường. Tấn Dũng. Vuông góc. Song song ạ. Hình ảnh áo mơ phay dệt lá vàng xuất hiện trong tác phẩm nào của nhà thơ Xuân Diệu? Thu Trang. Vội vàng. Đây mùa thu tới ạ. Đà Lạt, thành phố bốn mùa hoa là chủ đề của sự kiện nào trong lần thứ 9 được tổ chức? Hoài Bảo. Festival Hoa Đà Lạt. Chính xác. Đường thẳng nhiệt biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích của một lượng khí khi nhiệt độ không thay đổi. Chính xác. Một từ chữ mới ghi âm tiếng Việt nhằm phục vụ cho việc truyền giảng đạo Thiên Chúa hay là chữ nào? Chữ quốc ngữ. 10 điểm nữa. Vi kim nào có tính oxy hóa mạnh nhất? Hoài Bảo. Flor. 10 điểm. Which February holiday celebrates love in many countries around the world? 40. Valentine's Day. Theo thuyết, vũ trụ được hình thành cách đây chừng 15 tỷ năm Hoài sau Bảo. Một Big Bang. Chính xác. Hemocyanin hòa tan trong huyết tương làm máu bạch tuộc có màu hơi. Hà Duyên. Xanh. Xanh, đúng vậy. Việt Nam nằm ở rìa phía đông của bán đảo. Tấn Dũng. Đông Dương. Đông Dương, đúng vậy. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức vào năm nào? Tấn Dũng. 1930. Chính xác. Hệ nhị phân là hệ đếm cơ bản dùng hai ký tự là và để biểu đạt một giá trị 01. 10 điểm. Những bức tranh ngũ hổ, tố nữ, tứ quý thuộc về dòng tranh dân gian nào? Bỏ qua. Dòng tranh hàng trống ạ. Trong thành phần của hỗn hống luôn có kim loại nào? Hà Duyên. Thủy ngân. Bạn đã giành thêm 10 điểm. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã vượt qua 3 lượt thi khởi động và hãy cùng xem số điểm mà họ đang sở hữu là như thế nào. Thu Trang hãy cố gắng lên ở phần thi sau. Tấn Dũng đang có 20 điểm. 55 là điểm số của Hoài Bảo. Và đó cũng là số điểm mà Hà Duyên đang sở hữu. Bây giờ là phần thi vượt chướng ngại vật. Các bạn thí sinh của chúng ta hãy thật nhanh chóng tìm ra một từ khóa gồm có 3 chữ cái và 4 từ hàng ngang gợi ý cho các bạn đã rõ. Người đầu tiên lựa chọn một từ hàng ngang, xin mời Thu Trang. Em xin chọn hàng ngang thứ nhất. Hàng ngang thứ nhất gồm có 6 chữ cái. Từ nào còn thiếu trong dấu 3 chấm? Là loại lịch dựa trên các chu kỳ của tuần trăng. Thank you.
Trang đưa ra là âm lịch và đó cũng là câu trả lời của Tấn Dũng. Lịch âm là lựa chọn của Hoài Bảo và Hà Duyên. Chúng tôi xin chúc mừng cả 4 bạn thí sinh. Âm lịch hay lịch âm đều là đáp án chính xác. Hai tiếng chuông từ Thu Trang và Tấn Dũng. Xin mời Thu Trang. Câu trả lời của em là Tết. Còn Tấn Dũng thì sao ạ? Dạ, câu trả lời của em cũng giống như bạn Thu Trang. Các bạn đã quyết định nhấn chuông sau khi nhìn thấy được một bức hình gợi ý đúng không ạ? Em không chắc chắn vào đáp án của mình nhưng mà em đã nghĩ đến ngay từ lúc câu hỏi đầu tiên đưa ra. Nên là sau khi mở ảnh đầu tiên thì em càng chắc chắn hơn đáp án của mình. Suy nghĩ của hai bạn có vẻ như rất chắc chắn nhưng lại hơi vội vàng mất rồi. Rất tiếc Tết chưa phải là một ẩn số mà chúng ta cần đi tìm. Như vậy là phần thi về chướng ngại vật của chúng ta chỉ còn dành lại cho bạn Hoài Bảo và Hà Duyên mà thôi. Và bây giờ thì Hoài Bảo hãy lựa chọn một từ hàng ngang. Xin chọn hàng ngang số 2. Hàng ngang số 2 gồm có 10 chữ cái. Xin mời Hoài Bảo ạ. Câu trả lời của em là rèm ạ. Bạn chắc bao nhiêu phần trăm vào câu trả lời này ạ? Tầm 60%. 60% mà đã bấm chuông nhá. Có quá nhiều những câu trả lời có thể được đưa ra với từ khóa có 3 chữ cái. Vì sao lại là rằm ạ? Vì rằm là ngày 15 âm lịch hàng tháng. Và hàng ngang số 2 là bài rằm tháng giêng của Bác Hồ ạ. Hoài Bảo đã suy nghĩ về từ khóa và đợi tới câu hỏi thứ hai mà nhấn chuông. Sự chắc chắn này đã giành được điểm. Xin chúc mừng Hoài Bảo. Đúng như Hoài Bảo suy luận, chúng ta đang nhắc tới từ khóa là rằm. Ngày rằm là ngày 15 âm lịch. Ngày trăng tròn là một ngày có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với đời sống tâm linh của người Việt Nam. Chúng ta có lễ Vu Lan là rằm tháng 7, Tết Trung Thu là rằm tháng 8. Rằm tháng giêng hay Tết Nguyên Tiêu là một trong những ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Cho nên là ông bà ta có câu cúng quanh năm không bằng rằm tháng giêng. Và ở nước ta thì ngày thơ Việt Nam cũng được tổ chức vào ngày rằm tháng giêng âm lịch hàng năm. Và ý nghĩa của bức hình mà các bạn chưa kịp lật mở đó chính là bài thơ Nguyên Tiêu, tức là rằm tháng giêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng bạn Hoài Bảo là người xuất sắc nhất trong phần thi với chướng ngại vật này. Và đương nhiên Thu Trang, Hà Duyên và Tấn Dũng sẽ còn có rất nhiều cơ hội để giành được điểm trong những phần thi sắp tới. Bây giờ sẽ đến với phần tổng kết số điểm các bạn đang có. Đang sở hữu 10 điểm là Thu Trang, 30 là điểm số của Tấn Dũng. Đang có 65 điểm là Hà Duyên. Và dẫn đầu với 105 điểm là Hoài Bảo. Em đã không chắc chắn câu trả lời mình mà đã bấm chuông, nó quá là nguy hiểm. Nó có hai trường hợp làm em phân vân, nhưng sau khi hai bạn kia trả lời trường hợp đầu tiên rồi thì em loại suy và chọn trường hợp còn lại, cho nên nói chung chuyến này bắt cũng không quá là thử thách đối với em. Vì phần thi tiếp theo là phần thi tăng tốc nên là em chỉ quyết tâm là nhanh và chính xác nhất có thể. Em vẫn còn cảm thấy hơi tiếc với một vài câu hỏi vì còn hơi run nên trả lời sai và phần chướng ngại vật vẫn hơi vội vàng, nhưng mà em sẽ cố gắng trong các phần thi tăng tốc và về đích tiếp theo để giành được vị trí cao nhất. Một phần thi mang lại rất nhiều hứng khởi cho các bạn. Có 4 đáp án khác nhau được đưa ra. Như vậy là không có thí sinh nào trả lời đúng. Cách đây ít phút thì bạn Hoài Bảo là người xuất sắc nhất trong phần thi vượt chướng ngại vật. Và bây giờ các bạn thí sinh của chúng ta sẽ đến với những câu hỏi trong phần thi tăng tốc, một phần thi mang lại rất nhiều hứng khởi cho các bạn. Bây giờ là câu hỏi đầu tiên. Nhìn lược đồ và cho biết ai đã lãnh đạo quân dân ta chiến đấu và chiến thắng trong trận đánh này. Có 3 bạn trả lời là Quang Trung, là Hà Duyên, Hoài Bảo và Thu Trang. Nguyễn Huệ là câu trả lời của Tấn Dũng. Và đáp án chính xác là Quang Trung hay Nguyễn Huệ. Hà Duyên có thêm 40 điểm, Tấn Dũng có thêm 30 điểm, Hoài Bảo có thêm 20 điểm và Thu Trang có thêm 10 điểm. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tăng tốc thứ 2. Các bạn hãy sắp xếp các biển báo tốc độ với ý nghĩa tương ứng. Thank you.
vậy là có 4 đáp án khác nhau được đưa ra, đó chính là Hoài Bảo lựa chọn là ACDB, Thu Trang là BDCA, Tấn Dũng là ADCB và Hà Duyên là DABC. Vâng, đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là DACB. Như vậy là không có thí sinh nào trả lời đúng trong câu hỏi này. Rất đáng tiếc là Hà Duyên đã nhầm hai vị trí còn lại đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải thực sự chắc chắn và cẩn thận trong bất cứ câu hỏi nào. Cơ hội giành được 40 điểm vẫn dành đều cho cả 4 bạn thí sinh. Sau đây sẽ là câu hỏi tăng tốc số 3 dành cho các bạn. Các bạn hãy tìm số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm. Là 4 phương án khác nhau. Hà Duyên lựa chọn là số 36, Tấn Dũng là 21, Hoài Bảo là 23 và Thu Trang là 20. Chúng ta có thể nhìn thấy ở trong hình vẽ này từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, các số này tạo thành một dãy số nguyên tố liên tiếp tăng dần. Vì vậy là số cần tìm là số 23. Chúc mừng Hoài Bảo. Bạn là người duy nhất giành được 40 điểm trong câu hỏi này. Chúng ta còn một cơ hội tăng tốc cuối cùng dành cho các bạn thí sinh và Thu Trang hãy thật cố gắng nhé. Câu hỏi dành cho các bạn như sau. Các bạn hãy cho biết đây là con gì? Giành được 40 điểm là Thu Trang có thêm 40 điểm, Hoài Bảo có thêm 30 điểm, Tấn Dũng có thêm 20 điểm và 10 điểm thuộc về Hà Duyên. Các bạn thí sinh của chúng ta đã vượt qua phần thi tăng tốc rất nhanh chóng và phía trước họ chỉ còn là một phần thi về đích nữa thôi. Bây giờ đã đến lúc tổng kết số điểm mà các bạn đang có. Đang sở hữu 60 điểm là Thu Trang, 80 là điểm số của Tấn Dũng, 115 là số điểm Hà Duyên đang có và dẫn đầu với 195 điểm là Hoài Bảo. Cũng tạm thôi, tại vì em đạt chỉ tiêu cao hơn nên là số điểm 50 chưa hài lòng em lắm. Dạ, em đã lấy lại được một phần bình tĩnh và cũng có những lựa chọn cho mình ở phần thi tiếp theo. Nhưng em cũng vẫn chưa thể chủ quan được vì ba bạn còn lại cũng khá là mạnh. Về phần thi về đích thì em sẽ thi đấu theo chiến thuật chậm mà chắc. Đây vẫn là cuộc thi tuần hôm nay, em sẽ cố gắng chơi hết sức mình và tất nhiên là không quên cẩn thận để giữ điểm số của mình được cao nhất. Với những số điểm này thì mình xin mời ba bạn còn lại lấy điểm. Xin chúc mừng Hà Duyên. Đúng vậy. Siêu đỉnh đấy ạ. Người giành được vòng nguyệt quế trong cuộc thi ngày hôm nay đó chính là